Hello, welcome back to my channel. Start to get go. Okay. Các bạn sẽ phải vào từ cái phòng này và tìm kiếm những cái kia. Thu thập được con mắt, khi các bạn ấn vào con mắt thì các bạn sẽ biết được con ma nó đi hướng đường nào và đi hướng nào. Ok, khi đủ 24 tiền thì các bạn sẽ chuồn ra khỏi đây. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tình huống thứ hai. Slenderina, The Seola. Thì các bạn sẽ tiêu diệt được những con ma ở trong nơi này, trong khu này.
xe của tôi. Set this off. Tám cuốn sách, sau đó thì các bạn sẽ quay về vị trí ban đầu. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái thứ ba, Grandi. Developer. Let's go. Từ game này thì các bạn sẽ phải tìm kiếm những món đồ và cuối cùng thì sẽ tẩu thoát khỏi ngôi nhà của bà Granny. Ở đây thì các bạn bị bà Granny bắt cóc, cho nên các bạn phải tìm cách và tẩu thoát khỏi ngôi nhà này. Rồi, ok. Đầu tiên thì mình sẽ đi các phòng này, xem ở đây có gì không. Cái cây. Chiếc khóa mình đang cầm đây thì để lấy một món đồ. Đó chính là một cái cung.
Tiếp tục nào. Xem có gì không. Không có gì ở đây. Rồi, mình sẽ tháo này ra. Tiếp tục lắp cái này vào. Và bây giờ thì mình sẽ thoát ra khỏi ngôi nhà này nào. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang game thứ tư, Granny Chapter 2.
Oh my gosh. Sao ông ta đang đâu? Rồi mình sẽ lắp thêm đạn vào. Bye.
Ok, đã đủ các món đồ mình cần tẩu thoát. Và bây giờ thì mình sẽ tẩu thoát bằng máy bay. Lắp quân sự vào đây. Sau đó thì mình sẽ đổ xăng vào chiếc máy bay. Ok. Đây là một cuộn băng dính. Let's go. Ok, và mình sẽ chuyển sang cái thứ 5. Four. Thank you.
không? Trên 7.000 điểm không? Oh my god. Ok, và mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Slenderia, The Cellar 2. Rất là khó các bạn nhé. Thì trong cái game này thì có bà Grandi Slenderina và đứa con của Slenderina. Là 8 cuốn sách. Từ đó thì các bạn sẽ hoàn thành tất cả này. Ok. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Grandpa and Granny. Mindstorm Hospital. Thì có hai loại, một là Halloween và thứ hai là Chapter 1 của Granny and Grandpa Chapter 3. Và đây thì mình sẽ vào Halloween. Ở đây thì mình sẽ tăng. Rồi. Các bạn phải tìm một khẩu súng. Đây rồi, khẩu súng ở đây. Mình sẽ bắn vào đây. Tiêu diệt những bộ xương trong này.
giác. Biết đâu rồi. Oh my god, đi rồi. Ở đây mình không tìm thấy được cái súng đâu. Mình sẽ tìm lại xem như thế nào. Cửa mở ra xem có mở được không. Chỉ có một cái gì đó. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Running Chapter 3. Rồi, tiếp tục đi đường này. Xịt cây. Ủa bó riêng. Mm-hmm.
Ok. Đây các bạn phải xuống từ từ, không là các bạn sẽ bị ngã ngay. Chìa khóa đỏ. Ok. Okay, let's go.
Rồi, và mình sẽ bắn một bình này xuống. Xem rơi xuống đâu, xuống đường bên kia. Tiếp theo đó thì sẽ là bình tiếp theo. Boom. Ok. Sau đó mình sẽ lấy nước. Ok. Nhiệm vụ tẩu thoát của tựa game Grandiba này khá là lâu. Bởi vì tựa game Grandiba này thì có hai lối thoát. Lối thứ nhất đó là các bạn thoát bằng cánh cửa chính. Và lối thứ hai đó là các bạn thoát bằng con tàu. Ok, và mình sẽ phát ra clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.